Linh cố tình cho Thi xem hình của Lâm và Phượng. Mời các bạn đón xem các diễn biến tiếp theo của bộ phim Tình yêu bất tử. Và sau đây là các diễn biến chi tiết của bộ phim. Bây giờ, Thi cũng đã đến lúc Thi phải bay ra Đà Nẵng để thực hiện buổi trình diễn của mình. Trong suốt quá trình cô ấy đi diễn, lúc nào cũng có Quang và em gái của Lâm ở bên cạnh động viên khích lệ. Cũng vì vậy mà Thi cũng đỡ cảm thấy tủi thân. Tranh thủ lúc Thi đang tập luyện, em gái của Lâm và Quang hẹn nhau ra quán cà phê để nói chuyện với nhau. Em gái của Lâm thắc mắc, hai người họ yêu nhau đậm sâu đến như vậy, tại sao cứ liên tục gặp hết chuyện này đến chuyện khác? Quang suy nghĩ một hồi lâu rồi giải thích rằng, thật ra, nhận hiểu lầm giữa hai người bọn họ cũng khó tránh, bởi vì cả hai người đều có hai cá tính khác nhau, hai lối sống hoàn toàn ngược nhau, chính vì vậy mà suy nghĩ của mỗi người cũng khác. Như vậy thì họ không thể nào tránh được những hiểu lầm không đáng có, đặc biệt là trong giai đoạn mới bước vào cuộc sống hôn nhân như bây giờ. Khi cả hai còn chưa thật sự hiểu nhau, thì việc hai người họ xảy ra xích mích hay mâu thuẫn cũng là chuyện bình thường mà thôi. Lúc này thì em gái của Lâm cũng nói thật, cô ấy công nhận rằng lúc mới đầu gặp Quang, cô ấy thật sự cảm thấy Quang là một người rất khó ưa, nhưng bây giờ cô ấy đã có cách nhìn khác. Quang thật sự là một người rất đứng đắn và tử tế. Mặc dù biết Thi đã cưới Lâm, nhưng Quang chưa bao giờ thể hiện thái độ của mình với Lâm mà còn giúp cho hai người họ hiểu nhau hơn. Càng ngày, em gái của Lâm càng khâm phục đức tính này của Quang. Quang nghe đến đây thì Thi cười, sau đó thì cả hai người lại tiếp tục thưởng thức một buổi chiều yên bình ở Đà Nẵng. Trong khi hai người họ yên bình bao nhiêu thì Thi lại gặp nhiều rắc rối bấy nhiêu với cô em gái trà xanh của Lâm. Mặc dù biết là Thi vừa mới xin lỗi ba mẹ chồng không thành công, nhưng Linh vẫn không chịu tha cho cô ấy. Tranh thủ lúc Thi ở trong phòng, Linh trực tiếp đem điện thoại của mình lên và đưa cho Thi xem. Cô ta nói rằng cô ta tình cờ thấy được trên trang cá nhân của Phượng có đăng ảnh yêu đương với một người đàn ông nào đó. Mà điều đáng nói là Linh cứ cảm thấy những hình ảnh này cứ có cảm giác rất giống là Lâm. Đặc biệt là chiếc đồng hồ người đàn ông trong tấm hình rất giống với chiếc đồng hồ của Lâm. Thì nghe thấy vậy thì cũng xem qua tấm hình mà Linh đang nói. Quả thật, buổi tối mà Lâm nói là có đi hẹn với trợ lý, hôm đó Lâm cũng mặc bộ đồ này và cũng có đeo chiếc đồng hồ y hệt. Không thể nào lại có sự trùng hợp như vậy, không phải là Lâm chứ. Càng nghĩ thì lại càng cảm thấy đắn đo. Trong lúc Thi còn đang suy tư, Linh đã liên tục châm dầu vào lửa. Cô ta nói rằng, mặc dù Linh cũng tin tưởng vào tính cách của Lâm, nhưng người ta thường có câu, tình cũ không rủ cũng tới. Và đặc biệt, Phượng chính là người đầu tiên làm cho Lâm rung động. Chính vì vậy mà Thi càng phải cảnh giác hơn nữa. Linh chỉ muốn báo chuyện này cho Thi biết để mà cảnh giác hơn thôi, chứ hoàn toàn không có ý gì hết. Trước thái độ thảo mai của Linh, Thi gượng cười và nói lời cảm ơn với cô ta. Linh ngay sau đó cũng xin phép về phòng của mình. Vừa đóng cánh cửa phòng của Thi lại thì Linh nở một nụ cười đắc chí. Cô ta muốn xem, với những lần tấn công dồn dập như vậy, liệu Thi và Lâm có còn nắm tay nhau được nữa hay không? Liệu mong muốn của cô ta có thể trở thành hiện thực hay không? Tất cả sẽ có trong các diễn biến tiếp theo của bộ phim Tình yêu bất tử. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm like và share để ủng hộ chúng mình nhé. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.